Đây là bức tượng bằng đồng nha anh chị em nha. Kha Vương hay dùng từ là đồng đúc, cao 16 cm, dài hơn 11 cm, và bức tượng này có trọng lượng là 1,2 kg. Giờ thì Kha Vương xin quay chi tiết về sản phẩm. Trước thì cứ đo kích thước, chiều cao, trọng lượng, rồi sau đó mình quay chi tiết từng chi tiết một để cho anh chị em mình chiêm ngưỡng về cái sản phẩm. Cái sản phẩm này thì Kha Vương thanh lý với giá là 750.000 đồng. Nói chung ở đây thì cứ cái giá Kha Vương để ra mà Kha Vương không có ghi từ bao ship thì tất nhiên nó là cộng cước, nhưng với anh chị em mà khách quen hoặc khách chuyển khoản thì Kha Vương đều bao ship, đó là Kha Vương nói rõ nó là như vậy, bởi vì hàng thanh lý mà. Kha Vương cảm ơn nhiều.